đốt 0,08 hon. Vào là mình sẽ vô con số liền nha. Amin là CN nè, H, M, N lớn. Amin thứ hai là CN, H, M cộng 1, N2, N lớn bằng 2. Với hỗn hợp hai anken đồng đẳng liên tiếp, thì hai anken đồng đẳng liên tiếp bây giờ các bạn đặt là C, C gì? C, CN trung bình, H2N trung bình nha. Rồi, ok. N với N trung bình là khác nhau. Giời. Không. Đốt phát. Thu được. Niter nè là 0,03 CO2 cho hết luôn. Sướng luôn, khỏi tính gì hết. Nước là 0,3. Rồi. Thì bài này nếu các bạn nào mà tinh ý á thì sẽ nhìn vào thì sẽ biết ngay là nó sẽ có cùng hai cái amin này có cùng K nha. Hai amin này có cùng K. Nhưng mà làm sao mà nhìn được? Có cùng số liên kết pi á. Bước thứ nhất, từ từ đã. Phải chứng minh cái này cho thầy trước này. Chứng minh hai amin có cùng số liên kết pi K. Chứng minh cái đã. Thì làm sao mà chứng minh được này? Thế bây giờ công thức tổng quát của một amin là sao? Công thức tổng quát của một amin có phải là CX này. Đây bây giờ thầy sẽ viết lại nha. CN này. H2N cộng 2 này. Cộng cho T này. Cộng cho T này. Trừ 2K này. NT đúng không? Công thức tổng quát của một amin là vậy đúng không? Rồi. Bây giờ với cái amin X. Amin X. Thì ở đây nó sẽ là. Nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là CN này. CN. Vậy cái chữ M này. Cái chữ M này này. Đây là một nha. Thì cái chữ M này nó sẽ bằng cái gì con nè? Bằng nè. Đâu? Chữ M nó bằng cái gì? Bằng 2 lần N này. Cộng 2 này. Cộng 1 này. Trừ cho 2K đúng không? Tại vì cái số niter của nó bằng 1 này. T bằng 1. Thì cộng thêm 1. Đúng không? Đúng. Và cái này là chữ M. Bây giờ amin Y nha. Amin Y của mình này. Thì nó có dạng là CN này. HM cộng 1 này. N2. Vậy thì M cộng 1 của mình bằng cái gì? M cộng 1 này. Bằng M cộng 1. M cộng 1 nó bằng 2 là 2 lần N này, 2 lần carbon này. Cộng 2 này. Đúng không? Cộng 2. Rồi. Cái này gọi là K của X đi. Này K của X. Cộng 2, cộng thêm mấy? T bằng 2 rồi trừ cho 2 lần K. 2 lần KY đúng không? 2 lần KY đúng không? Vậy thì hai cái biểu thức này. Nếu mà con chuyển cái vế này qua, chuyển cái vế này qua thì từ hai cái biểu thức này nè, biểu thức này với biểu thức này. Nhìn đi. Bây giờ nếu mà biểu thức này bên này bỏ đi 1 thì bên này bỏ đi 1 đúng không? Có nghĩa là M bằng 2N cộng 3 bằng này. Cái này là 2N cộng 3 trừ cho 2 lần KX. Ở dưới này nếu mình chuyển vế qua thì M cũng bằng 2 lần N cộng 3 trừ cho 2 lần KY. Vậy thì M đều bằng. M đều bằng thì cái này với cái này phải bằng nhau đúng không? Đúng không? Vậy là mình đã chứng minh hai amin có cùng K chưa? Đấy, đầu tiên phải chứng minh hai amin nó có cùng K. Cậu hiểu không? K là số liên kết pi trong hợp chất hữu cơ. Hiểu không? Đấy, đầu tiên phải chứng minh nó cùng K. Chứng minh nó cùng K cái đã. Được nè. À, rồi. Không được thì la làng lên nha. Rồi. Ok. Rồi ghi cái đi. Ghi cái. Con ghi nắp nót ở đâu đó. Đây, ghi đây. Rồi. Thế này. 2 amin XY có cùng K. Để nhìn vào lên hiểu rồi. Cũng được. 2 amin XY có cùng K.
Muốn hiểu hai cái amin nó cùng ca đó là mình phải hiểu về cái công thức tổng quát của amin. Số hiđro trong amin bằng 2 lần số carbon cộng 2. Sau đó cộng số nitơ. Tại sao? Tiếp tiếp. Để bạn ghi cái này. Cái này căng chứ không phải là cái giống như các bạn cụ trương đâu nha. Rồi, tiếp tục. Bây giờ cái này là ta lại quay lại công thức. Bây giờ số pi hỗn hợp là hỗn hợp E nên nó gọi là K trung bình. Rồi, như vậy áp dụng công thức quen thuộc lấy số mol CO2 trừ đi số mol nước bằng liên kết pi trung bình. Đấy. Trừ 1 trừ T trên 2 nhân số mol hỗn hợp E. Đó, bây giờ mình thay vô nha. Tương đương này. Số mol CO2 là 0,22. Thông thường em sẽ tìm ở trên, nếu mà em coi YouTube ấy, thì hầu như không có ai, không có cái bài giải nào chứng minh chỗ này đâu. Họ cứ cho amin nó là no mà không hiểu tại sao nó là no luôn á. Thật. Thật luôn. Tìm đi. Quá đâu. Hay là có mà thầy không biết. Nếu mà em tìm có thì xem nào. Đó, nhìn vô. Bây giờ KE trung bình này nhân số mol E. Số mol E là 0,08 đúng không? Số mol E là 0,08 đúng không? Số mol hỗn hợp này nhân 0,08. Sau đó trừ số mol hỗn hợp. Trừ số mol hỗn hợp là 0,08 luôn đúng không? Còn T chia 2 nhân NE có phải là số mol nitơ không? Đúng không? Là trừ số mol nitơ, nitơ nó cho bao nhiêu rồi? 0,33. 0,03 ông vớ vẩn. Bấm ra K trung bình E đi. Và phải hy vọng. Con sẽ hy vọng một điều là K trung bình nó sẽ ra bao nhiêu. Chưa biết ra bao nhiêu nhưng mà nó sẽ ra 0, mấy thì mới được. Còn nếu mà nó ra khoảng 1, mấy là xong rồi, vứt luôn khỏi làm đấy. Không làm được đâu. Hả? Thì mục đích là nhận biết bài này là hai amin này có cùng K và điều 0,37 không? Rồi ok. 0,375. Rồi, vậy bây giờ nè. Hai cái thằng này sẽ có cùng K. Bây giờ con sẽ nhận xét đúng không? Hai thằng này đầu tiên là có cùng cái số liên kết pi. Amin nó có cùng pi. Mà K trung bình của hỗn hợp. K trung bình hỗn hợp là 0,375. Vậy thì phải có chất mà có số liên kết pi bé hơn 0,375 nghĩa là 0 pi. Đúng không? Trung bình là 0,375. Như vậy phải có một chất có số liên kết pi bé hơn là 0 pi. Bé hơn 0,375 là 0, là số nguyên mà 0. Còn sẽ có một chất lớn hơn, có số pi lớn hơn 0,375 thì đó là ankén. Được chưa? Như vậy có phải hai amin này sẽ có K bằng 0 không? Đấy, một sức hết, một cái sự hết sức điều lĩnh là vào đấy. Vào phòng thi thì thông thường là học sinh sẽ không có kịp cái phản ứng này. Không có chứng minh được mà cứ và cứ phang K bằng 0. Chứ không hề nói tại sao. Và các bạn có tìm cái bài giải trên đấy thì nó cũng không nói gì đến cái chỗ tại sao lại K bằng 0. Đấy, mình sẽ chứng minh K bằng 0 rồi, hiểu chưa? Bằng những công thức quen thuộc. Rồi, sau khi có K bằng 0 rồi thì bắt đầu mới làm tiếp này. À, bảo toàn khối lượng hả? Thì cái việc mà tìm khối lượng của hỗn hợp là dễ rồi. Khối lượng của hỗn hợp E thì dễ rồi. Bằng tại vì E này là chỉ có C, H và N, mà C có rồi, H có rồi, N có rồi. Chỉ có điều bây giờ tìm cái amin này là gì thôi, cái amin đầu tiên là gì thôi. Được chưa? Để tìm cái amin đầu tiên. Được chưa? Được chưa thầy nói tiếp. Hello. Này. Bây giờ phải đi tìm số mol. Đi tìm số mol. Ví dụ hai cái amin này, lúc này thầy đặt cho hai cái amin này là A mol. Còn cái anken này đặt là B mol. Đặt là B mol. Được không? Thì rất là dễ dàng có thể tính được B rồi. Hay vậy.
Thì đây này, đây. Chỗ này nè. Chỗ này có phải là số mol pi không? Nói thầy nghe, chỗ này có phải là số mol pi không? Được không nào? Gật đầu này, được không? Theo công thức là số mol pi trừ số mol hợp chất hữu cơ trừ số mol N2 đúng không? Thì đây chính là số mol pi đúng không? Đấy. Thì bây giờ nó là số mol pi bằng nè. Đâu? Pi bây giờ nằm chỗ nào con nói thầy nghe. Nếu đặt A là số mol của các amin. Vậy là 0 nhân A, tại vì amin thì vừa chứng minh amin no. Không có pi là 0 nhân A. Đúng không? Cộng alken có mấy pi? 1, 1 nhân B. Đúng không? Mà cái chỗ này mình thay vào này. Thay vô K bằng 0,375 rồi còn gì nữa? Số mol hỗn hợp là 0,08. Tại đó chính là số mol pi. Vậy tính được chữ B chưa? Bấm. Bằng nhiêu con? 0,03. B bằng 0,03 thì suy ra A bao nhiêu? Đúng. Thì tổng số mol của hai amin là 0,08. Thì B bằng 0,03 chả phải A bằng 0,05. Rồi. Rồi tới đó thì bạn nào muốn hỏi cái nào bạn hỏi đi. Sao? Ok không? Được chưa thầy nói tiếp này? Được chưa thầy nói tiếp? Rồi, đến đây, khi đã tìm được số mol của các chất trong hỗn hợp và thứ hai là chúng ta biết số mol của CO2 ngày là biết C thì chúng ta luôn luôn có hai giải pháp. Một là bảo toàn nguyên tố C, hai là đồng đẳng hóa, đó là mặc định luôn. Thì con muốn xài cái nào xài tùy. Đây, bảo toàn C nhá. Bảo toàn nguyên tố carbon nè. Thì chúng ta sẽ có gì? A là số mol của các amin 0,05 và do các amin này có cùng số carbon là N hết. Đó, CN đề bài xong cho CN CN. Cộng cho số carbon của số mol của alken là 0,03 nhân cho N trung bình bằng số mol CO2 là 0,22 và con phải có điều kiện chứ. N đề bài cho đáng lẽ ra đó. Amin này là no đơn chức đúng không? Hoặc là no hai chức. No hai chức thì vẫn có thể có một C được nha, bình thường không sao hết. No hai chức vẫn có một C được bình thường chứ không có điều gì xảy ra cả nha. Một carbon có thể gắn nhiều nitơ được nhưng mà đề đã cho N lớn bằng mấy? Đúng rồi, N lớn bằng 2. Và ngoài ra thì N là trung bình, N là trung bình của alken đúng không? Thì N này này lớn hơn 2 đúng không? N là phải lớn hơn 2, tại vì alken ít nhất là 2C thì N trung bình phải lớn hơn 2 đúng không? Từ đó nếu chúng ta chọn N bằng 2, có nghĩa là chọn cái giá trị nào nguyên ấy, thì chọn này thì suy được N trung bình bằng bao nhiêu? Nó có thỏa không? Có thỏa lớn hơn 2 không? Bằng mấy? Nhiều hen. 4. 4 được không? Thỏa không? Nào nhau. N trung bình bằng 4 có thỏa không? Lớn hơn 2 thôi. Loại N hai cái alken là liên tiếp nhau đúng không? Để bạn nói là hai alken liên tiếp nhau hoặc là không liên tiếp nhau mà kệ đó, không quan tâm. Thì hai alken mà liên tiếp nhau là khác nhau đúng không? Thì hai alken này cái số carbon nó khác nhau thì cái trung bình nó không thể nào ra 4 được. N trung bình bằng 4 đúng không? Thì chẳng lẽ lấy nhỏ hơn 4 là 3 này, cái lớn hơn 4 là 5 à? 3 5 đâu có liên tiếp đâu. Đúng không? Hoặc là bây giờ nói lấy cả hai cái alken đều bằng 4 thì khi đấy nó lại không phải hai alken nữa. Đúng không? Và loại. Ghê không? Ghê không? Hiểu không? Thì nhìn thầy bảo là cái này thực ra nó không, nó chỉ là cái này thôi, nhưng mà đến cái khúc mấy cái này này nó liên quan tới toán nhiều. Rồi bây giờ tới N bằng
Tăng ta lên ở bằng 3 đi. Thì n trung bình còn nhiều. Hai phẩy ba, nhận không? Nhận. Bây giờ con tăng lên n bằng 4 đi, tăng lên n bằng 4 nó phải không? Cái này là thỏa rồi nè. Hay ngồi sao mà thua? Không được, không được. Vậy thì bây giờ quan trọng nhất là tìm được n bằng 3 chưa? Vậy x này, vậy n bằng 3 hả? Nhưng mà bây giờ cái này nó phải là, nó phải có ra cái phân số đi. Con bấm ra cái phân số chứ thầy chứ. Chắc 7 phần 3 quá. Ừ, 7 phần 3 để chút xíu nữa phải tìm được số mol của nó nữa cơ. Rồi, đó, vậy. Bây giờ ta đã tìm được 2 amin rồi. Đã tìm được 2 amin. Ở đây là C3 này. H9 1N. C3 H10 N2, đúng không? Còn còn cái thằng anken của mình nhá là CN trung bình, H2N trung bình. Rồi tìm đi, phải đi tìm số mol nữa. Phải đi tìm số mol của nó nữa chứ không phải là dễ không. Số mol B là 0.03, tiếp về đây 0.03. Rồi. Không cần cái này. Không cần cái này. Được cái này. Rồi. Bây giờ phải giải hệ phương trình xy. Phải hệ phương trình xy. Đi tìm phần trăm khối lượng của thằng x mà. Em thấy mày tìm được số mol x chưa? Rồi. X cộng y bằng nhiêu nói? Đúng, 0.05 là tổng số mol của 2 amin. Mà ra con bảo toàn nguyên tố gì để cho nó nhanh hơn này. H. H ở dưới này phải thế dưới này mệt. Nguyên tố gì mà không dính dáng tới thằng anken ấy? Nitơ đúng rồi. 1x cộng 2y có phải là số mol của nitơ không? Là bằng 0.03 nhân 2 đó. Đúng không? 0.03 nhân 2 thì ta dễ dàng bấm được x bằng 0.04 nè. Y là 0.01. Ok. Vậy là có x là số mol của thằng amin đầu tiên. Thực ra thì tới đây thì muốn tính thằng nào cũng được thôi. Nó tính x thì mình tính x. Xong. Bây giờ khối lượng của E, có nghĩa là khối lượng của hỗn hợp E lúc ban đầu á, thì E này tạo bởi 3 nguyên tố mà. Nguyên tố C này, nguyên tố H này, nguyên tố nitơ này. Thì con cộng lại thôi. Nguyên tố C đâu? 0.22 x 12. H là 0.4 x 2. Nitơ là 0.03 x 28. Rồi bấm được khối lượng E rồi. Đúng không? Tạo bởi 3 nguyên tố CHN. Cái đó là mình biết rồi, mình quen rồi. Rồi, được nhiêu vậy? 4.08 gam. Ok. Rồi tới đây thì con sẽ tính phần trăm khối lượng của x. X là cái thằng amin này đấy. Amin này, này, này. Ông này, ông x này. Ông x ông nhỏ hơn, đúng không? Số mol mình vừa giải là 0.04. Nhưng mà lớn là 59. Chia cho 4.08 nhân 100%. Đó, đề thi năm trước nữa. Năm 2021 á. Năm vừa rồi thì không có. Toàn về khối lượng đúng không? Ai cũng sẽ biết. Ok.
Amin không có oxy, hydrocarbon cũng không có oxy. Do đó định luật tiếp theo chúng ta sẽ là bảo toàn nguyên tố O nữa. Chúng ta sẽ tính được số mol CO2 và nước, được chưa? Khi có được CO2 và nước rồi sẽ quay lại công thức huyền thoại của mình, được chưa? Hiểu ý không? Rồi vô là đặt bút vô con ấy liền. Chưa cần nói nhiều, bây giờ câu A này. Chưa cần biết là cái đề nó cho cái chi, bấm số mol CO2 nước ra đã. 19,3 gram. Đó, rồi cái này cái gì từ từ mình sẽ nói sau. Oxy nè. Thôi được CO2 nước và nitơ. Rồi, đặt ít nè, đặt y nè. Oxy nó cho là 1,825. Nitơ cho 0,1, đúng không? Rồi. Đặt tiên giải hệ phương trình đi. Bảo toàn về mặt khối lượng thì con sẽ có ngay là 44x cộng 18y. À, đúng chưa? Bằng khối lượng hỗn hợp 19,3 cộng khối lượng oxy 1,825 nhân 32. Rồi trừ cho nitơ 0,1 trên 28, đồng ý. Không ai thắc mắc gì hết, đã bình thường. Bảo toàn nguyên tố O. Cái hướng là phải tìm được CO2 và nước nha, không tìm được là bí rồi, đâu có làm được cái gì đâu. Tại vì ở đây chúng ta sẽ luôn gần như là sẽ phải là CO2 trừ đi nước. Đúng không? Không có sao chữ. Đó, bởi vậy. Bảo toàn nguyên tố O, 2x cộng 1y bằng 1,825 nhân đôi cái đã. Vào là bấm xử lý, gọi như là xử lý dữ liệu. Không chần chừ gì hết. Đúng không? Không tin tưởng. 1.15 như nữa con. 1,35. Ok. Ngon rồi. Rồi, sau khi xử lý được cái dữ kiện đấy thì chúng ta mới quay về cái câu chuyện chúng ta nói nè. Cái khó của bài này đó là nó bảo là hai hydrocarbon này mạch hở đồng đẳng, nhưng mà lại không biết là nó là đồng đẳng của cái gì. Nếu là đồng đẳng của ancan thì là K bằng 0, mà đồng đẳng của anken là K bằng 1, nhưng mà đồng đẳng của ankin là K bằng 2 làm sao? Đúng không? Nên cái bài này cái khó là phải đi tìm cái K của thằng hydrocarbon đó. Đúng chưa? Còn amin là no hai chất hở. Ê, amin no hai chất hở đặt sao nè? Amin no hai chất hở. CN H2N cộng 2 cộng thêm 2 nữa đúng không? Trừ ý là kỹ chút xíu mà cộng 4 được không? Được, công thức là CnH2n cộng 2 cộng T trừ 2KNT. Ừ. No là K bằng 0. Hai chất nghĩa là T bằng 2. Ok, rồi một phát này. Hai cái hydrocarbon này không biết là cái gì. Nhưng mà chắc chắn là nó không phải là ancan rồi đó. Chắc chắn là nó không phải là ancan. Tại sao nó không phải là ancan? Tại vì đề bài nói này, cái hỗn hợp này nó làm mất mol nước với gì? Nước brom. Nước brom là hết 0,1 mol nước brom. 0,1 mol BR2. Amin này này là amin no, nói là amin này nó không có nối đôi nối ba gì cả, nên amin này không làm mất mol nước brom được. Giờ đó mất mol nước brom là do cái thằng hydrocarbon phía dưới, đúng không? Vậy thì bắt buộc ông này phải là anken hay ankin gì đấy. Và nếu mà vào phòng thi mà con bí á thì con phải chơi hai trường hợp thôi, hoặc là ba bốn trường hợp gì đấy, K bằng 1, K bằng 2, K bằng 3, K bằng 4, con thử lên, đúng không? Nhưng mà bài này chúng ta sẽ tìm được luôn, tìm được luôn nhé, tìm được luôn, dễ y. Ancan thì không làm mất mol nước brom đúng không? Ancan làm gì làm mất mol nước brom? Ancadien là K bằng 2. Và giống như ankin thôi. À, đúng đúng, tất nhiên là phải nói sót. Ý là nó là ancadien với ankin là đều K bằng 2 cả. Ý là vậy. Rồi. Rồi, nhớ vô. Bây giờ phải đi tìm nó đúng không? Đi tìm. Rồi bây giờ thầy nói nè. Nhìn nha. Nitơ ở đây. Và chỗ này chỉ có mỗi chỗ này có nitơ thôi. Thì nếu mà viết cho đúng hoa mỹ đó là phải bảo toàn nguyên tố N đúng không?
0,1 nhân 2 là 0,2 cho này, thì tất nhiên là số mol này 0,1 này, để nitơ hai bên bằng nhau. Số mol của amin thì có rồi. Được chưa? Đúng. Bây giờ còn cái số mol ông này á thì không biết. Thì không biết thì phải đặt. Chứ giờ làm sao? Đặt đó là amon chứ giờ làm sao giờ? Đúng chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng tiếp theo nè. Lấy số mol CO2 trừ đi số mol nước. Có phải là công thức truyền thống của chúng ta chính là số mol pi trừ số mol hợp chất hữu cơ rồi trừ cho số mol N2 đúng không? Vẫn là công thức đấy thôi, và chúng ta thay vào thì các bạn sẽ có được gì nhỉ? Ít đâu. 1.15 nước là 1.35 bằng số mol pi. Ê, pi giờ nằm ở đâu? Sao không? Pi nằm trong hydrocarbon chính xác. Nhưng bây giờ thế này, thầy nói nhỉ? Không biết nằm như cái kiểu như thế nào. Bây giờ một nối đôi là có một pi nha, thì cộng với một brom đúng không? Một nối ba thì có hai pi đúng không? Cộng với hai brom đúng không? Một alkadien đi, đó là alkadien cũng là hai pi đúng không? Thì làm mất màu hai brom đúng không? Thì quy về tỷ lệ là cứ một liên kết pi thì cộng với một brom đúng không? Vậy số mol brom chính là số mol pi. Đúng không? Đúng. Như vậy số mol pi ở đây nó là 0.1. Đồng ý chưa? Đấy, tỷ lệ. Chứ chúng ta làm sao biết được? Số mol hợp chất hữu cơ lúc này sẽ là 0.1 ngay tầng amin. Cộng thêm A là số mol của hydrocarbon đó nữa. Đúng chưa? Đúng rồi. Và trừ số mol nitơ là 0.1 nữa. Rồi con bấm chữ A bằng máy. Đấy, nó cứ lòng vòng đấy thôi. Không có gì mà quá ghê gớm đâu nhé. Như không? 0.1 luôn. Quá sướng luôn. Rồi. Được chưa? Rồi, bước tiếp theo mình nói nè. Vì hai hydrocarbon là đồng đẳng của nhau. Đồng đẳng nghĩa là gì được không? Có nghĩa là nếu là alken hết, mà ankin là ankin hết, đúng không? Đúng không? Vậy chúng ta sẽ đi tìm cái K của cái hydrocarbon đó. Thì cái số liên kết pi của cái thằng hydrocarbon thì có phải bằng cái số mol brom mà nó chia số mol của hydrocarbon đó không nhỉ? Ví dụ như anken thì có lấy số mol brom chia số mol của là 1 pi, còn ankin là chia là số 2 đấy. Chia ra bao nhiêu thì nó là bấy nhiêu pi đúng không? Đấy, thay vào. Thì dễ dàng nhận xét ở đây brom 0.1, A cũng 0.1 luôn, nhưng mà 1 pi rồi anken rồi. Anken là khỏe rồi. Đấy, có nghĩa là công thức này sẽ quay lại là CX trung bình, H2X trung bình. Đó. Chứ không còn là Y trung bình nữa. Còn vào phòng thi mà bí quá mà không lập lật được cái chỗ này thì cứ cho K bằng 1 hoặc là K bằng 2 rồi giải thôi. Nhưng mà sẽ mất thời gian. Nên chúng sẽ mất thời gian. Được chưa? Rồi. Tới đây thì rồi. Tới đây là chúng ta đã biết được nè. Chúng ta đã biết được đặc điểm của chất hữu cơ. Đặc điểm ta biết tức như amin là non hai chiếc bạch hở này. Hydrocarbon là anken này. Số mol của từng cái mình biết này. 0.1, 0.1 có hết này. Số mol của CO2 mình biết này, như vậy là bảo toàn nguyên tố C đúng không? Đúng không? Rồi. BTC thì chúng ta sẽ có gì ở chỗ này? 0.1 là số mol của amin nhân cho N này. Rồi. Cộng tiếp theo là số mol của ông hydrocarbon là 0.1, A là 0.1 luôn.
nhân số mol số carbon là x trung bình bằng carbon là C là 1.15. À, 1.15. Như vậy nếu chúng ta không hiểu tinh ý, chúng ta không tinh ý ở cái chỗ này thì cái vấn đề mà chúng ta sẽ chạy nó sẽ có khá là nhiều nghiệm ấy. Và đề bài nói là trong cái gì? Trong hỗn hợp. Trong hỗn hợp này có hai chất có cùng số carbon. Đúng không? Có hai chất có cùng số carbon. Thì hai chất có cùng số carbon này thì không thể là hai cái anken được. Là gọi là hai anken thì số carbon nó phải khác nhau. Phải không? Ừ. Như vậy là chất có cùng số carbon này là cái amin ở trên ấy nó sẽ có cùng với số carbon của cái anken ở dưới. Đúng. Đúng không? Mà nếu mà là anken ấy thì nó phải ít nhất là mấy C? 2C. Nên rõ ràng ở đây con phải hiểu cái điều kiện của thằng N này này là cái số carbon của thằng amin ấy nên phải lớn bằng 2. Ít nhất là 2 nhỏ. Và ngoài ra thì cái thằng x trung bình này thì nó phải lớn hơn 2 đương nhiên rồi. Carbon trung bình của anken này phải lớn hơn hẳn cái anken nhỏ nhất là 2. Đúng không? Ai cãi gì không? Rồi, như vậy bây giờ chọn đi. Con sẽ chọn nè. Tất nhiên con sẽ chọn từ N. Chọn từ N để suy được x trung bình. Chọn N trước. N bằng 2. Thì x trung bình bằng mấy? 9,5 thì thua. X trung bình bằng 9,5. Mà hai anken này là liên tiếp. Vì anken 9C, anken 10C không có cùng số carbon với thằng amin. Cho chạy tiếp đi. N bằng 3 đi. Ồ, có hiểu thầy nói không vậy? Gì? 8,5. N bằng 3, 8,5 cũng được. 8,5 thì hai anken là 8 là 9, đâu có cùng số carbon với amin đâu. Tiếp tục đi. Chạy tiếp đi. Chạy khi nào mà hợp lý thôi. 6. Đúng, 6 thì chạy ra 5,5 này. 6. Tại vì 6 thì amin sẽ là C6H 16N2. Còn hai cái thằng anken lúc này sẽ là C5H10 và C6H12. Đấy, nó mới cùng carbon này. Được chưa? Đấy, nó có cùng số carbon. Từ cái nghiệm đó mới nhận được. Càng ngầu. Rồi, tới đây thì đề bài này muốn nói cái gì thì con làm thôi. Phần trăm khối lượng của Y. Y là cái gì? Y là cái anken nhỏ hơn á hả? À thì tới đây con phải đặt ẩn tiếp nha. Nè, đặt ẩn tiếp đi. Đặt chữ gì bên kia rồi? Đặt chữ đó là đặt BC nha. Đặt BC là số mol nha. Còn amin thì có số mol là 0.1 rồi nè. Amin là có số mol 0.1. Như vậy là hệ phương trình của mình là cái gì? Tổng số mol của hai anken này là 0.1 đúng không? Là B cộng C bằng 0.1. Ngoài ra thì bảo toàn nguyên tố C tiếp. Bảo toàn nguyên tố C tiếp thì con sẽ có gì? 5B cộng 6C đúng không? Là carbon của hai anken. Cộng carbon của thằng amin là 0.1 x 6 bằng tổng số carbon là 1.15. Đấy, ở giải ra ABC đi. Lại bằng B bằng C bằng... nhiêu không? 0.05. 0.05, 0.05. Còn khối lượng hỗn hợp thì con biết tính rồi gì? MC cộng 10H cộng MN. Cho hết rồi, có hết rồi. CHN có hết rồi. X là 1.15 nhân 12. H là 1.35 nhân 2. Nitơ là 0.1 nhân 28. Rồi. Ủa nó cho khối lượng rồi hả? À thế nó cho rồi hả? Nó cho thì khỏe rồi. À nó chơi rồi, nó chơi rồi. Rồi như vậy là phần trăm khối lượng của Y là của thằng C5H10 đó bằng 0.05 nhân cho này như 70, M lớn 70 đúng không? Chia cho
19.3. À. Nhiêu? 18.13%. Rồi. Không phép 17 mol. Gồm có 2 hydrocarbon, gồm ít này. Và y kể đi. Ủa, hai cái này có cùng khối lượng đúng không? Cùng m gam, m gam. Đốt một cái. Cần một lượng oxy là 0,56 thu được CO2 nước và nitơ. À, nó cho cái gì không? Dẫn toàn bộ trong bình đi qua nước vô trong dư. Khối lượng dung dịch giảm và có khí thoát ra. Bây giờ thầy nói con, bây giờ nói là khí thoát ra. Bây giờ qua CaOH 2 lần dư nha. Thì hơi nước sẽ bị hấp thụ. Đương nhiên rồi. Hơi nước đi qua bất kỳ dung dịch nào, không cần môi trường gì hết, thậm chí là hơi nước đi qua nước, nước chẳng thấy lỏng, thì hơi nước đó sẽ bị ngưng tụ, nó sẽ nằm trong cái bình đó, đúng không? Rồi, còn CO2 là oxit axit thì đương nhiên sẽ bị hấp thụ hết trong cái này, đúng chưa? Đúng không? Thấy khối lượng dung dịch giảm, không phải dung dịch giảm hay là bình giảm, dung dịch giảm. Bây giờ đặt cái thằng này là amon, cái thằng này là bmon à, amon và bmon. Thì tới đây con phải hiểu cái chỗ này nè. Bây giờ phải hiểu cái chỗ này, cái dự kiện thực nghiệm nè. Cái này là trước nói là ba dự kiện rồi, nhưng nói lại cái này. Bây giờ đây là dung dịch CaOH 2 lần dư. Dư nha, nó cho dư. Đưa CO2 và nước vào đây thì tất nhiên là bị hấp thụ, cả hai cái này đều nằm trong bình này. Nhưng mà khi cái CO2 nó có tác dụng để nó tạo ra cái kết tủa là canxi carbonat, đúng không? Tạo ra kết tủa là CaCO3 kết tủa nè. Thì kết vì nước vô trong dư nên là chỉ tạo cái muối CaCO3 thôi. Có biết cái bài toán đó không? Nhớ, kết tủa có được tính trong dung dịch không? Không. Kết tủa là không tan là sao được tính trong dung dịch? Nó vẫn nằm trong cái bền nhưng không nằm trong dung dịch. Đúng chưa? Như vậy là M dung dịch giảm nè. Là phải nhớ cái dự kiện này. Tại sao M dung dịch giảm? Tại vì cái lượng kết tủa tạo ra nhiều hơn cái lượng CO2 và nước mà dung dịch nhận được thì là dung dịch nó giảm. Những cái dự kiện này là phải khai thác cho đủ. Chỉ để ba dự kiện thực nghiệm rồi, được chưa? Chứ đừng có nhầm qua cái chỗ M bình tăng nha. M bình tăng mới là M CO2 cộng nước. Còn dung dịch giảm là phải kết tủa trừ đi CO2 nước, nghe chưa? Đó, thì hiểu cái đó rồi mình sẽ giải cái hệ phương trình này ngay thôi. Để giải được CO2 và nước. Nitơ gì? Nitơ liên quan thì nitơ nó thoát ra ngoài, liên quan thì đâu? Nitơ sẽ là khí thoát ra ngoài, không bị nitơ trơ về mặt hóa học. Nitơ không phản ứng với ai hết á. Nó chỉ phản ứng với chất khác ở nhiệt độ cao 3000 độ C. Hoặc là nitơ chỉ phản ứng với một kim loại duy nhất ở điều kiện thường, đó là kim loại lithium kìa. Rồi như vậy cái khí thoát ra là cái khí nitơ đó 0,672 lít là cái khí này nè. Thì dễ dàng biết nitơ chỗ này rồi, nitơ không cần phải nói nhiều. Đấy. Trong những thí nghiệm bình thường không thể định lượng được nitơ đâu, không thể định tính nitơ, định lượng nitơ được đâu. Rồi bây giờ làm sao giải AB, nói thầy nghe. CO2 là amon. Thì kết tủa nó cũng là amon đúng không? Có cần ghi cái phương trình đó không, nói thầy nghe. CO2 cộng với CLH hai lần ra CaCO3 cộng nước đúng không? Nước vô trong dư thì kết tủa bằng CO2 đương nhiên. Vậy thay bằng cái phương trình giảm nè, để bài cho giảm bao nhiêu? 12,96. 12,96 là khối lượng dung dịch giảm bằng 100A. Canxi carbonat là 100. Trừ đi 44A. Cộng 18B. Một phương trình. Phương trình thứ hai. Ừ.
Bảo toàn oxy, tại vì trong hydro carbon và trong amin thì đâu có oxy đâu, chỗ này không có O. O ở đây. Ừ, bảo toàn O. Đó, thì các bạn sẽ có là 2A cộng 1B bằng 0,56 nhân 2. Rồi bấm là AB đây. À, con bấm bao nhiêu hồi nãy nha. Không phải 36, không phải 4. Rồi. Xong chưa? Rồi, tới đây thì áp dụng CO2 trừ đi nước thôi là xong rồi đó. Được chưa con? Tới đó hiểu không nè? Hiểu không? Tới đây thì áp dụng công thức này, tiếp tục này. Số mol CO2 trừ số mol nước bằng số mol pi trừ số mol của hợp chất hữu cơ rồi trừ cho số mol của nitơ, đúng không? Đấy là công thức phải không? Bây giờ thầy hỏi nè, bây giờ CO2 có rồi. Đâu A là 0,36 nè. Nước là 0,4. Giờ thầy hỏi con nha. Cái amin đề bài cho là gì? Nó đơn chất đúng không? Có nghĩa là cái amin của mình sẽ không tác dụng với hydro được. Phải không? Rồi, như vậy là tác dụng với hydro đây là thuộc về thằng hydro carbon đúng không? Mà hydro carbon thì có thể là có một cái làm mất, có thể một cái không. Có thể một cái tác dụng hydro, một cái không, hoặc là cả hai. Đúng không? Không có phân biệt được, nhưng mà chúng ta quan tâm làm gì? Số mol pi ở đây chính là số mol của hydro. Y chang brom, vậy là bây giờ con này một nối đôi cộng một H2 đúng không? Có nghĩa là một pi cộng một H2 đúng không? Một đối ba có hai pi thì cộng hai H2 đúng không? Có nghĩa là một pi cộng một H2 đúng không? Mình quan tâm thằng nào pi nào kệ đó, đúng không? Thì số mol pi chính là số mol hydro. Còn số mol mình có rồi 0.17, số mol nitơ đâu? Đấy, này bấm ra luôn, có cần gì đâu.
Thì con bấm ra bao nhiêu mol này? Ok, lại đất phát nó. Rồi, được rồi nha. Như vậy là mình làm cái phần đó còn tiếp tục. Đừng có một bữa mà dồn nhiều quá nó đau đầu lắm nha. Rồi lấy tiếp cái phần mà trong cái đề cương làm tiếp. Bạn nào làm tới đâu rồi dọn tiếp cho thầy đi. Rồi. Hôm nay tới đây thôi nha. Hai đứa ghi bài lại nha.